Theo quyết định 241 trên QĐ-TTg, kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030. Theo đó, danh mục đô thị thực hiện phân loại giai đoạn 2021-2025, miền Tây có 2 thành phố lên đô thị loại 2, thành phố đó là thành phố Sóc Trăng, được thành lập năm 2007 với diện tích 76 km², là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Sóc Trăng. Thành phố hiện có 10 phường với dân số khoảng 221.000 người. Sau 14 năm thành lập, thành phố không ngừng phát triển, bắt nhịp cùng sự phát triển của tỉnh và đất nước. Thành phố đã tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị. Từ đó, công tác quy hoạch, quản lý và phát triển thành phố Sóc Trăng đạt được nhiều kết quả quan trọng, diện mạo đô thị có sự chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng thành phố Sóc Trăng đạt tiêu chí đô thị loại 2. Tính đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí. Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác phát triển đô thị trên địa bàn, Đảng bộ thành phố đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm: tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường theo các tiêu chí đô thị loại 2, hướng đến đô thị thông minh. Thành phố Sóc Trăng tiếp tục phát huy những thế mạnh đã có, đẩy mạnh đầu tư các công trình, kết cấu hạ tầng đô thị, phấn đấu từng bước hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 2 trong năm 2022. Thành phố thứ hai lên đô thị loại 2. Thành phố Hà Tiên được thành lập năm 2018, với diện tích 100 km², vùng đất nằm ở phía tây nam Tổ quốc, được tạo hóa ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh, với nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, tiềm năng, tạo lợi thế phát triển cho thành phố này. Thành phố hiện có 5 phường 2 xã, với dân số khoảng 100.000 dân, với nhiều dự án đầu tư, xây dựng, phát triển. Hà Tiên sẽ trở thành thành phố văn hóa, du lịch sinh thái, xanh, sạch, đẹp và là trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của khu vực và quốc tế. Hà Tiên sẽ là cực tăng trưởng phía Tây và là thành phố cửa khẩu, an toàn, hiện đại của tỉnh Kiên Giang, đô thị trọng điểm cả vùng miền Tây. Theo chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2022-2025, Hà Tiên huy động nguồn lực, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mời gọi thu hút đầu tư, phát triển khu đô thị, kinh tế cửa khẩu, bảo tồn văn hóa lịch sử, phát triển đảo du lịch sinh thái, đặc trưng, khác biệt và tạo điểm nhấn. Bên cạnh đó, khu vực ven biển, phát triển thành khu đô thị, du lịch biển, đa lĩnh vực, có cảng hàng hải, cảng hàng không. Hà Tiên đang hướng tới là trung tâm kinh tế, thương mại, du lịch văn hóa, di sản của miền Tây. Hướng tới mục tiêu đặt ra đến năm 2025, Hà Tiên sẽ trở thành đô thị loại 2.